次。một điểm, ôi hơi lệch 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 lệch. Vâng, xuất hiện boss rồi. Bên kia dùng God, hai bên God gặp nhau nhưng mà không nói điều gì, đi luôn. Phải dùng Miner đối thủ. Một cái giáp rồi. Và một cái Poison. Những cái bài cực kỳ là hợp lý. Phải nói là quá đẹp, xuất phát quá đẹp đến từ TNT. Một bài xuất phát quá đẹp. TNT là thằng TNT đâu phải là nhím đâu. Thì nhím chỉ là quản lý kênh của thằng TNT thôi. Tiếp tục là Ghost. Nhưng mà dùng rồng để thủ Ghost thế này thì không hợp lý. Vâng, công bên kia rồi, một móc lốp bằng của một con Ghost. Họ sẽ dùng cái gì đây? Miner chặn thôi, đúng. Bên này dùng lấy gì chặn đây, không có Mechanize rồi. Rất tốt, rất kịp thời. Mình nghĩ với TNT liệu là có một con Vecca hay không? Hay là một Mechanize? Mình nghĩ đây là con bài chủ chốt đây. Vâng, Vecca rồi. Như thế này rất khó cho Summit đây. Họ sẽ poison trong tuần này, cũng có thông điện không cần thiết. Không cần thiết poison. Nhím chỉ là người quản lý kênh đấy thôi ạ. Còn chơi vẫn là thằng TNT thôi. Dùng rồng để xử lý rồi. Stated Barrel, một cái Equip, một con Equip thả ra là quá hợp lý rồi. Phải nói là trong cái bài này thì Summit rất khó có thể công, bởi vì là gặp con nào cũng có thể họ để được thao chơi ấy. Họ sẽ dùng Miner, họ dùng Miner để bắt cái bài thôi. Có bắt bài không? Dùng Pekka rồi, hợp lý luôn. Không cần phải Miner. Đàn bé sẽ bị giáp và chết luôn. Tiếp theo là họ sẽ dùng quân và sẽ đẩy con Equip về phía phía đằng sau. Mechanize chặn được rồi. Mechanize chặn được rồi. Nhưng mà như vậy là không đủ, bởi vì là còn quân thủ cần quân để công. Họ sẽ dùng Miner và Ghost đây. Không, dùng Pekka, một con bài hợp lý. Con bài cực kỳ hợp lý trong tuần này. Tên Barrel nhảy xuống. Rồi, giáp chết luôn rồi. Rất khó có cho Summit bởi vì gặp cái deck counter này hoàn toàn đập. Phải đánh công bên kia thôi. Một cái giáp sẽ bay làm bét rồi. Không, giữ lại bét để cho thằng đấy rồi. Một hit, hai hit đến từ quả boss. Nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ. Tiếp tục spam vào quân. Mình nghĩ là đối với deck này thì mình nghĩ là Summit cần phải đánh hai bên và đánh bốc lốp thì sẽ hay hơn. Họ sẽ thắng ngay con Vecca. Dùng Miner đánh bên kia rồi. Chắc chắn là phải như vậy rồi, dùng Vecca để thả thủ bên kia. Mechanize tấp tay bên này đi. Tấp tay bên này đi. Khi mà họ đã dùng bên kia rồi, tấp tay bên này đi. Mechanize vào đi em. Họ chưa có Miner, họ chưa có Miner, nhảy đi. Nhảy đi. Ui, Miner vẫn kịp. Miner còn Mechanize quá chậm. Tiếp tục là sức lên Barrel, công được tuần này đi hay hơn. Còn Mechanize không vào được chủ. Rất là đáng tiếc cho... Phải dùng Poison rồi. Phải dùng Poison rồi. Rồi. Con God sẽ thủ tên này. Con rồng cũng nằm xuống rồi. Rất là thông minh đến từ Summit. Miner bắt được Miner đi. Poison rồi, bắt được Miner đi. Không, chẳng qua là mình thấy đội nào muốn bình luận về cái đánh thôi, đồng mình ủng hộ là mình ủng hộ đâu. Mình chả ủng hộ đội nào hết, mình chỉ thấy là mình đánh lối đánh chứ nào cho hợp lý thôi. Đâu mình ủng hộ đâu. Đáng lẽ ra là Summit cần phải công bên kia phải nhanh hơn chết.
rồi rồi. Và hóp, hóp bên cái tôn Tolo không? Vâng, để hóp được Fizzy. Hunter đi rồi. Một hit đến từ Hunter. Nhưng mà con này whip. Thôi xong Mega Knight bay rồi. Một hit con Hunter, con hóp bay trong nháy mắt 50 máu. Được, rất là thông minh. Nhưng mà Hunter chỉ để thủ thôi, chứ để công thì hơi thôi thật mệt. TNT bao nhiêu tuổi ạ? Mình nghĩ là chưa, em chưa 18, em chưa 16. Ben God với lại Ben Poison rồi. Ovatoke, ông đâu có phải ở nước ở châu Á đâu mà đánh cho đội này. Ông đánh cho đội khác này. Với lại Nova nhiều thằng mà. Ngày xưa có Pong. Pong bây giờ chuyển sang chơi PUBG rồi, PUBG rồi. God bị ban rồi. Ui, Hunter bắn phê bồn. Rồi, à đúng rồi, quên mất nhờ thằng này ngu thế nhỉ. Ban God rồi. Nhưng mà thôi cứ ngồi xem thôi, thì sao trận này vẫn bị đánh mà. Học chó này. Ban God rồi mà vẫn mang vào đây. Kiểu này. Các bạn thấy là Hawk, con Hunter, counter Hawk cực ngon. Con Hunter vào không? Không, đánh cho Nova nhưng mà không biết là ở bên nào thôi. Hoặc là có thể không đánh, tại vì Nova có quá nhiều người. Ví dụ như Nova ở bên châu Âu ấy, chỉ cần có 5 người, 7 người là ca thôi. Nhưng mà Nova cho nó rất nhiều. Vâng, TNT thua. Vâng, đùa đấy. TNT là thằng Hà, người Hàn Quốc. Vâng, Barrel rồi. Đây là cái deck mà nó leo lên. Vâng, bên kia là một cái giáp. Thôi xong, sấp mặt, cố lên anh. Đây là 3 mất rồi. Rocket rồi, 3 mất rồi. Khởi đầu đẹp như trong mơ đấy từ TNT. Megalun. Bình thế này là sao Megalun được. 3 mất rồi, mà cả 3 mất này thằng TNT nó nhiều kinh nghiệm quá. Thằng này nó push 3 mất lên push Lockbait lên 6k4. Rồi, Vispa. Bài này khó ăn rồi. Bài này khó ăn, khó ăn. Miner đấy là cướp. Đúng rồi. Giáp đâu? Không, có giáp rồi. Vâng, có một cái giáp rồi. Em mà giáp thì lấy cái gì thì đép Barrel đấy. Lấy cái gì lấy Barrel đấy. Thôi xong, sập mà. Đúng rồi, nó bận, nó thỏa nên thêm mình kịch tính thôi. Thực ra bận mạnh hơn. Tiếp tục là bệt bình, nó sẽ quăng Barrel. Rocket xong Barrel. Giáp vừa ra rồi, lấy cái gì đép. Rồi, mình nghĩ là dùng rồi. Rồi sẽ bị Princess ăn. Nếu mà con đánh lạc hướng một con Princess thì rồi cũng sẽ bị bay luôn. Trong 2 nốt nhạc. Tiếp tục là Ram. Đặt bắt lạc hướng, đánh lạc hướng rồi. Rồi, rồi, giáp rồi, giáp rồi. Hút được rồi. Lockbait là đánh cửa trên. Dù có yếu gì vậy chăng nữa thì nó vẫn là cửa trên. Bên này là mang. Vâng, dùng rồi rồi, mình đoán là như vậy. Phải dùng rồi để counter Barrel thôi. Không ai dùng báo mất. Vâng, và bây giờ sẽ đánh bay nốt nhạc. 3 rồi, 5 rồi. Đánh và cái đánh như thế này thì sẽ đi theo cái cuồng đánh của TNT rồi bạn đã sắp mặt. Rất khó có thể công. Bây giờ thì phải mình nghĩ là phải thôi, báo mất luôn ngay cầu. Vâng, Rocket này. Vâng, bay trong một nút nhạc. Nằm xuống rồi. Hello, hello. Tiếp tục là Barrel. Dùng Miner để hít. Giáp đâu, còn giáp đâu. Không giáp, không thể giáp được. Tiếp tục là mình. Mất hết hy vọng. Quá khó để cho đánh.
Hello. Tiếp thì quy 100% đấy chứ. Quy. Vâng, một cái lock và một cái đã quá là easy. Vâng. Quá easy. Không cần đến một cái rocket luôn đấy. Nó dùng deck tủ với lại deck ở trên thì không bao giờ nó phải nghĩ việc đánh thật chuẩn bản. Và mất ngay cầu một. Rồi, xong hai con reset. Ui dồi ôi, bay trong hai một nốt nhạc. Ta lên thua bởi vì đang cho con bú. Khổ lắm. Rồi, xong. Rồi, xong, ba reo. Rồi, xong. Lock bet TNT. Thằng này nó đánh không bao giờ thua hay sao ấy. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.